Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì, clip ngày hôm nay mình làm kỷ niệm cho ông em Phạm Nhất Trí nhá. Trước có hứa với em là làm cái clip kỷ niệm sinh nhật, mà hôm em sinh nhật từ hôm 21 mà hôm nay 23 rồi. Sinh nhật chậm xíu. Nay mình mới nhớ ra anh em ạ, quên mất. Thì chúc mừng sinh nhật em nhá. Chúc Trí cũng một tuổi mới là có nhiều thành công. Đấy. Chững chạc hơn, lớn hơn, mau ăn chóng lớn để kiếm người yêu nhá. Ok, thì hôm nay chúng ta đến với lại các em AVKMGB. Thì hôm nay mình thử vác cái khẩu này vào để xem bắn xem là nó mượt mà hay không. Hôm nay mình không lắp cộng đạn nữa mà mình lắp 10 viên thôi, để nguyên bản thôi anh em ạ. Nhìn thì có vẻ hơi tù ấy. Em chạy qua đứng dốc đại học chạy ra. Còn AVKM này nó chỉ thích hợp cho bắn ấy thôi, bắn default 55 thôi, bắn C4 thôi anh em ạ. Vào bắn đấu đơn này thì khả năng toàn cào lắm. Còn sợ là không được mấy cái anh em. Bạn nào với cái M bây giờ nó khó lắm. Bay nhảy ghê cơ. Bạn nào với cái M để bắn chạm vào sóng thì còn ok. Mà bắn cái map Hy Lạp thì hơi toang anh em ạ. Tại vì Hy Lạp có nhiều cái chỗ đục, nhiều cái thùng quá cho nên là khó chơi. Mà map nó hẹp nữa. Map chạm vào sóng thì nó rộng. Anh nghe này. Tổ bắn hay thế. Đi đâu đi đâu. Đuổi đâu anh bảo là đi thôi. Tí nữa về chơi sau. Ờ, thế nhở. Thằng em nó được về quê ăn Tết rồi không ạ? Thằng em mình nó ở trong Lam. Được về quê ăn Tết rồi, ngon thế. Về nhà thì hắn lại không chơi game được. Ngồi gọi anh em vào BB Talk nói chuyện tào lao thôi. Ông em ở nhà nó có cái máy cùi không chơi được, đột kích. Cũng khổ. Khả năng sắp tới là mình về quê mình ăn Tết, khả năng là mình cũng không mang máy về quê anh em ạ. Cũng để máy trên này, về quê mấy hôm, nghỉ làm mấy hôm anh em ạ. Nghỉ đăng clip cũng như nghỉ ấy thôi. Nào lên thì làm lại. Đầu năm mới bùng lổ nha anh em nhá. Để xem cái dự định của đầu năm mới hôm nay xem là như thế nào đây. Hơi mập mờ, đầu năm mới lên cái là phải chiến đấu giải rồi anh em ạ. Gặp ngay cái trận đấu giải, không biết đầu năm mới hên hay là xui đây. Càng phết đấy. Rồi thấy mẹ luôn rồi. Qua hết đạn ở giữa đường, cái này là chết dở rồi. Khẩu này bắn chậm quá câu ạ. Bắn cảm giác lặng lề ghê ấy. Phòng này bọn này nó bắn tốt nữa. Đấy, bắn cũng được. Ra là lên kin nó không được nhiều. Cố gắng là lấy cái 9x 10x. Cố rồi chứ không biết là có lên được hay không. Sợ là còn vừa mất top vừa không được 100 kin ấy. Hay chưa? Hay chưa? Multi kin chưa? Mà đồng thế. Trời ơi hết đạn kìa. Toàn. Úi giời ơi. Đã me cái thằng lúp rồi. Mà nó lúp lì quá. Thằng này nó cũng đỏ ấy chứ. Lúc cái thằng kia nhảy xuống nó lại ra nó bắt mình. Nó vừa lúp mà lại vừa được ăn kin luôn. Thế mới ghê. Tình trạng mà cứ bắn cái khẩu AVKM kiểu này nữa là tôi đập chuột đây anh em ạ. Bắn lặng lề quá cơ. Đấy, thế thế nào. Tuy là chậm thôi nhưng mà bắn viên đạn nào phải chắc bên đó không ạ.
nó có 10 viên đạn là phải phải gìn giữ. Đấy, Montekin ngay. Ui giời ơi, bọn này bắn ghê quá. Ôi giời ơi, tóe máu kìa. M200 nhanh ghê ấy. Đấy, bây giờ bọn nó chơi M200 thì đúng là bó tay luôn. Không bắn được anh em ạ. Trời ơi, không có giảm thiệt hại luôn. Rớt phát còn 1C luôn này. Ôi giời. Ôi giời. Chạy được mới ghê. Vẫn bị đục chết. Thôi. Biết nó hồi sinh rồi là toang rồi. Căng ấy nhở. Rồi còn 5 phút nữa khả năng khó lên 10x rồi anh em ạ. Căng quá, căng quá. Làm cách nào bây giờ? Ô, đục kìa. Bịp thế nhở. Trời ơi, trời ơi. Sao lại đen thế nhở? Làm quả Montekin nữa nào. Này sao mà lên được 10x đây. Chuẩn bị đập chuột rồi anh em ạ. Yên tâm, yên tâm. Ừ được rồi. Ôi giời, 3 giây. Anh em có nhìn thằng đấy nó còn nháy đỏ không không đúng không? Bắn thế là chết dở. Canh tôi, canh tôi. Ai lai xòe, lai xòe, lai xòe. Úi dồi ôi, thằng này nó hồi sinh. Hồi sinh lại cản nó một viên đạn chứ. Đỡ cho thằng kia một viên đạn, không thằng kia nó chết ngay thì trên cầu rồi. Ui dồi, không ra đạn, không ra. Ôi ôi, nhanh quá, delay M200 nhanh quá. Bắn AWM này mà cứ gặp mấy thằng M200 ấy mà bắn mít viên là xác định chết. Tỷ lệ chết rất là cao. Hay quá. Phải cố lên, phải làm cái 10x mới được. Làm gì, cũng may nó còn thò cánh tay đấy. Nó mà chạy vào trong cái thùng là đúng là bó tay luôn. Chịu chết, chịu chết. Ôi, mãi tập trung cái thằng ở dưới này, cứ nhìn nó chạy chạy. Kê gì ấy, kê gì ấy. Tí nữa chết mạng lưỡi. Tí chết oan uổng mạng lưỡi mà không được thằng Lào anh em ạ, toàn chết chay không. Rồi. Bật ra, đó. Úi dồi ôi, hai thằng nè. Úi dồi ôi, tí chết. Hai thằng kia nó vẫn còn hồi sinh 3 giây anh em ạ. Thằng này nó lại không bắn ra đấy mà lại ngoảnh xuống nước B cơ. Thế mới ghê chứ. Ôi trong B này, trong B này. Tuyệt vời luôn. Ôi đi đâu đấy, đi đâu đấy. Đây mà, đây mà. Đây mà, may quá. Mình bắn thằng đấy một viên đạn rồi, không phải phí mất thằng đấy. Mình mà hẹo mà mình mất thằng đấy. Ôi ôi, mất hàng, mất hàng. Ở đâu bắn đấy, ở đâu bắn đấy. Ui chạy 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 chạy. Chạy được cửa. Ôi kìa. Đâu hết rồi. Ô kìa. Trời ơi, nó rơi nước mà bắn trúng mà không chết đấy công ạ. À, không biết là do game lag hay là do 3 giây mà làm gì có chuyện 3 giây ở góc ấy nhở. Bắn bộp phát vào người mà. Nhiều khi bắn nó cũng bịp lắm công ạ. Game ghiếc nó ảo ma calada lắm. Súng đã ít đạn rồi, đã lặng lề rồi. Đấy, nó cứ sấp đôi như thế này có phải thích không? Súng đã lặng, đã khó bắn rồi thì chớ lại còn cho bắn. Úi giời ơi, chém dao. Lại còn cho bắn trượt với lại bắn chúng không chết đi. Toàn tức nhở. Game là hơi bịp. Đấy. Ôi giời ơi, nhảy ra đúng lòng súng của nó. 9 kill nữa.
Ô kìa, sao 3 giây lâu thế? Đang không được rồi. 8 kill nữa các anh em ạ. Úi giời ơi. Toàn. Xác định là không lên rồi đấy. 30 giây nữa. Kì ai đâu ấy? Ồ, 100. Ui, không ra đạn. 100 chứ còn gì nữa. Trời ơi, tôi tưởng không lên được cơ. Lên. Ồ, thầy đạn lâu ấy. Ôi giời, vẫn ngồi kì ạ. Quá đáng lắm luôn đấy. Ô, vẫn làm được thằng nữa anh em ạ. Ok, clip mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau nha. Bye bye.